trong ngày giỗ tổ sân khấu và nhạc lễ của ngành sân khấu cải lương của chúng ta. Và bây giờ thì không biết nói gì hơn nha, tất cả anh em hiện diện ở đây đều mỗi người hát một bài để phục cúng cho tổ nghiệp, hai câu, ba câu hay bài bản cũng được. Và bây giờ thì xin phép chương trình được bắt đầu. Hùng Thái cũng mời tất cả quý vị sẽ thưởng thức tiếng hát của anh nghệ sĩ Hoàng Tâm sẽ gửi đến đại diện của chúng ta, và đặc biệt là một bài rất có ý nghĩa trong ngày giỗ tổ hôm nay. Xin tất cả quý vị dành cho anh Tâm một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ của buổi lễ giỗ tổ gia đình anh nhạc sĩ Trường Sơn hôm nay, Hoàng Tâm sẽ gửi đến một bài Lưu Thị Trường, tựa đề Khương Tử Nha, hội kiến Tâm Quân. Và Hoàng Tâm cũng không quên kính chúc cho gia đình anh Trường Sơn và tất cả anh em nghệ sĩ, nhạc sĩ có mặt trong buổi lễ giỗ tổ hôm nay luôn luôn thành công và tốt đẹp nhất. Này Khương Tử Nha, là không ai dám tự đường ta đây tu tiền giáo tên gọi chân vần kiếm nhau đâu là nơi ta luyện phép màu. Đã bao năm trường ta nơi núi Lâm Sàng, hôm nay ta xuống Tây Châu cũng vì ngươi quá tự cao tự cho ta nói trận lối đình, quyết xuống tay kỳ giúp dặn rộng thái sừng mì nhớ chẳng bốn tướng họ mà già ở dài mộng quang vì ngươi mà thiệt mạng ấy là cố tâm kinh và mong vị đạo nhân nơi cửu long nhà. Ba năm lại
có phải ngày nãy mi đền tội ác nên mi mới gặp phải tại ta. Nếu như mi dám sống tha trong 10 trăm ngày là mạng mi đã hết rồi. Hãy cho tài cùng ứng đạo kiếm nhau, lòng giúp rượu Phạn Châu, dấu nghịch thiên cơ ta không nào già, vì ta đã suy cùng nghi càng. Mỹ hãy nhìn kỹ trong 10 trăm của tiệp gia, nếu đạo huynh muốn thì tử nhà đâu dám chối, từ tâm nhật kỳ tan tập tiệp trận tan thành. Cho rõ tài đệ tử Ngọc Thư Cung. Cảm ơn rất nhiều. Xin thay lời tiếng hát của anh Hoàng Tâm, trân trọng cảm ơn những cành hoa mà gia đình cùng tất cả quý vị dành tặng. Và Hùng Thái cũng xin được giới thiệu đến cả nhà của chúng ta là tiếng đàn guitar phiến đổm vừa rồi là của nhạc sĩ Thanh Tình, tiếng đàn sến thì của Văn Sớm, và em trai nhạc sĩ Hoàng Long thì đảm trách cây đàn organ và đàn bầu. Một lần nữa chúng ta cũng hãy dành cho ba nhạc sĩ tuyệt vời của chúng ta một tràng pháo tay thật nóng nhiệt. Và gia đình cũng trân trọng đón tiếp những người em thân thương của vợ chồng anh Trường Sơn mới về đây để thắp hương và tri ân tổ nghiệp và họp mặt trong buổi tiệc hôm nay. Cũng xin được mời bước vào phía bên trong ổn định chỗ ngồi để...